chung là chị mình thương cho hoàn thiện luôn. Tại bữa nay trong thời gian lạnh là có gì mình thương luôn. Thật sự mình giờ nó chỉ còn thiếu cái vết này với phần đuôi thôi. Rồi sẽ thông báo mọi người được câu đó. Tin nữa mình sẽ nói cái này cho dạy thêm miếng rồi. Đấy là 1 phút nữa. Tại vì thế này thấy nó ngắn quá, nó buộc quá. Cho dạy thêm 1 phút nữa. À, để mình đấu với thành 60, 6 mấy. Em cắt lên. Con dạy thêm 1 phút nữa. Dễ sử dụng, chỉ lại cho nó đẹp. Chứ để mình xà lan của người ta, xà lan là xà lan cao cổ, xà lan cánh đục mình chết luôn. Giờ mình sẽ tiếp tục làm phần này đó, mình làm đây chứ. Đây, thấy chỗ này nó có nè. Yeah.
vô đi dễ em thôi, còn cái gì thì nhát nhát cái giò. Nhưng mà vì sao nó có tóc. We'll be right back.
chắc cũng được 40-50% rồi. Chứ không có gì. Như đây là đúng cách một mình một chuyến cơm ngày 80 đi. Nó một chuyến cơm ngày 80 đi. Một miếng không? Bây giờ còn đâu thiếu đâu. Thôi nhưng bắt mình ăn ra. Và con nhà chưa là còn phần mũi nha em, mũi 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 cái mũi thì ta để luôn để ra là cái con này để mình để tới xíu dưới quá nó càng 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 rồi để qua đây qua là 1, 2, 3, 4 này nè, 2, 4, 9 gần 3 mét, sao lại 2, 4, 9 và cái lòng chở của nó là chính là chở đáy chỉnh đi chỉ chính này không có cái gì tính đáy thì cho dễ. Đây là mình chở nha. 54.5. Nó lẻ nha anh em, nó lẻ một con số 45. Lòng chở đi 45. Còn nguyên cái để chở thì là mét 68 đó, trả được như đây là được để một người mình ngồi là được được 3 người ngồi nha em. Vâng rồi, còn cái mô hình là nó tương đối là nó cũng gần ngang ngửa với con xà lan ở dưới quê mình, biết xà lan nào là mình quá thích tính được. Nói chung cũng nói nó chắc 8 tấn, 800 tấn. Thu nhỏ là ngọt gặp hơn 10, 20, nó xíu rồi đây. Rồi cái con này mình sẽ làm như vậy. Mình mới quay được một thằng dách này. Đây. Mới ra được bên đây. Cho nó cứng lại, để nó lưng vừa 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 cứng rồi. Hồi này bụng mình sẽ chạy cái anh kia thôi, ra cố rồi nữa. Còn đuôi mình sẽ đuôi ra, đuôi ra. Mình sẽ ốp như vậy luôn, ốp mũi như vậy luôn, nhằm nó chống đi nước này, chống đi nước rồi ngày mai mình ở phần phần 1, 2, 3, 4 này là mình sẽ làm phần mũi, phần mũi xong rồi mình sẽ lên luôn cái phần gọi là đáy, phần đáy này, đáy là chưa có đòn đáy luôn mà vợ cái con sợ em mình là hai dách hai đáy nè, hai dách và hai đáy, đáy dưới và đáy trên luôn, đáy hai đáy luôn. Rồi anh em nào có chú ý mình hãy cho mình một like, đăng ký nhấn vào cái chuông để nhận báo mới cho mình nha, và đừng quên để lại ý kiến về cái này là để mình coi mình rút lại làm cho nó đẹp hơn.